Xin chào cả nhà. Lại mời cả nhà ngắm một cái tác phẩm rất là đẹp nữa của bạn Kim Nhật. Tác phẩm này trước đây cũng như là của Quốc Anh để cho Kim Nhật. Thì sau đó thì Kim Nhật có để cho nhượng lại cho anh Thành Quản Toan. Thì sau đấy thì lại thấy tiếc quá, lại lấy về cộng thêm một mớ tiền thì mới đưa được bạn ý về. Hôm nay thì mới sửa dăm. Để chuẩn bị mang đi triển lãm Đông Anh. Cái xanh rất là già, già kinh khủng luôn, mà già nó thể hiện ở những cái nét như thế này đấy, nó chun nhũn ngu cục, gai góc trên thân chi cành. Để một cái cây mà nó đạt được một cái độ già đến tận cái dăm, cái xương đấy, cái chi như thế này, thời gian nó quá lâu rồi, thời gian nó quá dài. Chính vì vậy mà tác phẩm này nó có giá trị rất là cao. Hiện nay về mặt xu hướng đầu tư hay là về mặt chơi thì tất cả vẫn một cái quan điểm chung, đó là thứ nhất là một cái cổ, vẫn ưu tiên những cái cây mà nó già trước tiên đấy, là cổ. Rồi đến cái nét kỳ cây, có những cái nét kỳ dị. Cái này hạn có những cái nét tay rơi rất là điệu đà. Cái này thì tôi cũng quyết định đặt tên cho nó là Tam Chi Nhất Trụ. Đây là một cái cây thì nó lại là một cái cấu tạo trên một cái thân trụ chạy lên, sau đó nó chuyển thành, ngày xưa nó là ba cái cành, rồi trong thời gian nuôi nó lớn hóa và nó rất là to đấy, hai cành, một hoành và một siêu đó. Đây này, quý vị thấy là đây này, nó cũng từ nó là cái cành của cái thân trụ, sau một thời gian thì nó lớn, nó phát triển và cái cành nó rất là to. Cái cành bên kia cũng vậy, nên là tôi mới quyết định là đặt lên là Tam Chi, một cái cây có ba cái chi lớn nhưng mà hội tụ lại vào một cái thân đó. Về mặt hình dáng còn về mặt ý nghĩa nhân văn thì nó rất là dài, rất là khó giải thích. Là cái này nó liên quan đến từ Hán, nhiều ý nghĩa nên là chỉ có giải thích trên bách khoa toàn thư được thôi. Cây được tạo tác rất là kỹ và chúng ta có thể nhìn thấy bố cục rất là đẹp. Tam Chi Nhất Trụ cũng đã làm một cái thạch thư. Cây này cao khoảng cỡ hơn 80 phân, hoặc là hơn 80 cm. Quý vị có thể thấy là cái cách mà làm nó cũng đơn giản, nó nhiều khi nó cũng không phải là quá cầu kỳ. Miễn làm sao mà cái đường chi nó chạy nó gọi là có duyên và nó bố cục, hoặc là sắp xếp các vị trí bông, nó cái khoảng sáng giữa các cái tầng, các cái lớp bông với nhau đó, và làm sao nó đan xen với cấu trúc lên xuống. Cái nào cần mở thì chúng ta mở, còn cái nào cần đậy thì chúng ta đậy, có cái nào cần bay thì chúng ta bay, có cái nào cần thu thì chúng ta thu đấy, nào cần phiêu thì chúng ta đẩy phiêu
Còn cái nào mà chúng ta cần kỳ công, cầu kỳ, chúng ta cũng có thể làm cầu kỳ như thế này. Cây này thì nó không hoàn toàn là cây cổ, cốt cổ, nhưng mà đã được chuyển dáng và xử lý lại toàn bộ cái hệ thống cành chi dăm. Đó. Nó là một cái gọi là pha trộn là dựa trên nền tảng cái cổ và xây dựng thành một cái cây có cái đường nét mới. Mời cả nhà ngắm tác phẩm này tại triển lãm Đông Anh nha. Rồi, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo các video mới.